YouTube tô vẽ tranh này của mình. Và bức tranh ngày hôm nay chúng ta sẽ tô màu và mình đã chuẩn bị sẵn. Đây là một hình ảnh của một cô bé đang cầm một quả dâu tây này nhá. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về cô bé này. Phần tóc của cô bé này thì mình sẽ sử dụng màu nâu. Và con dâu tây này thì mình sẽ tô màu đỏ nhé. Sử dụng màu xanh dương để tô màu cho cái mũ này của cô bé này.
này đã được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye bye.